Ngày hôm nay mình sẽ chơi một trò có tên là Empake Rura Vivon các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu game cho các bạn xem nha. Bạn có thể làm gì? Hãy thông minh sử dụng vàng của bạn để xây dựng và nâng cấp vũ khí chống lại quái vật. Đừng ra khỏi phòng lúc lửa đêm, trốn thoát không phải là sự lựa chọn đúng đắn ở đây. Nếu chúng đang tấn công cửa của bạn, hãy nhấn nút sửa chữa để sửa chữa cửa ngay. Từ cách chơi, tìm nơi trú ẩn của bạn, khóa cửa và xây dựng hệ thống phòng. Nhấn để xây dựng và bạn có thể xây dựng mọi thứ trong phòng của mình. Chiến đấu với quái vật ma quỷ tồn tại lâu hơn cuộc sống của bạn cho đến khi bóng tối biến mất. Nâng cấp vũ khí của bạn để làm chúng mạnh hơn. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu và chỉ cách chơi. Bây giờ thì mình sẽ vào và thực hành các bạn nha. Rồi, đang sẵn sàng tìm người các bạn ơi. Rồi, ok, vào nào. Rồi, 3, 2, 1, chúng ta sẽ phải đi trốn các bạn ơi. Vào đây. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đóng cửa và có cái hòm để mà nhận. Wow, được 200 vàng luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ dùng vàng để mà mua những cái vũ khí và nâng cấp chúng lên. Đấy, ok, nâng cấp cửa lên các bạn ơi. Rồi, nâng cấp vũ khí lên. Tiếp tục nào. Ok, rồi chúng ta sẽ phải mua thật nhiều vũ khí để khi con quái vật nó ra tấn công cửa của nhà mình thì những cái vũ khí đấy bắn các bạn ạ. Ok, cái mũi tên, cái tay các bạn ơi thì vào. Áo, mình có thể nâng cấp cái giường, cái người của mình lên. Tiếp tục nào. Được rồi, wow, bây giờ thu thập được 4 tiền phát một phát các bạn ơi. Ui, boss đã lên level 2. Rồi, kể đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải nâng cấp tiếp các bạn ơi. Nào, lên nào. Rồi, ok. Ui, lại có một cái hòm nữa các bạn ơi, xem nào. Chúng ta phải xem quảng cáo không. Ê kìa các bạn ơi, nhìn này. Wow, quái vật đang tấn công cái nhà này. Ui, đang bị những cái súng của mình bắn này các bạn ơi. Rồi, chạy rồi các bạn ơi. Wow, chạy về đây để mà hồi máu các bạn ạ. Ok, mình về, mình tiếp tục nào. Nâng cấp lên. Rồi. À, tấn công nhà mình các bạn ơi. Wow, đang tấn công nhà mình nè. Được lắm. Wow, đến tấn công nhà mình. Mình bắn cho một tí là chạy té khói luôn các bạn ạ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đợi để mà mua cái này. Đạt được một sức mạnh trên một giây. Wow, cái này nè, giúp nó tạo ra hai máu của các bạn ơi. Bên này xem nào. Ui, cây ATM này. Wow, khi quái vật tấn công. À đây, mình sẽ chọn cái này. Khi quái vật tấn công thì bị choáng 50% các bạn ạ. Ok, tặng cái này ra. Chưa đủ tiền các bạn ơi. Ok, nào. Ui, nhìn người của mình ấy làm rất là nhanh luôn. Ok, xem nào. Quái vật đâu? Đây. Bây giờ nó đang tấn công nhà nào đây? Tấn công nhà này các bạn ơi. Liệu cái người này có bị tiêu diệt không? Wow. Nhanh lên. Người kia bắn đi. Đúng rồi, bắn đi. Wow. Con quái vật đang tích cực cào cửa các bạn ạ. Nhưng mà cái người kia cũng siêu khỏe luôn. Ui, đây thấy chưa? Ui, bị choáng. Thấy chưa các bạn ơi? À, sang tấn công nhà mình ư? Được lắm. Rồi, thấy chưa? Ôi, các bạn ơi, sang tấn công nhà mình một tí. Cửa nhà mình chắc chắn quá, thế là chạy ra chỗ khác. Bây giờ thì mình sẽ mở cái này ra. Đấy, mở cái này thì mình sẽ tạo được set các bạn ạ. Bên kia, đang tấn công bên nhà, cửa nhà đối diện mình. Chết, cơ ơi, cố lên. Rồi, sợi các bạn ơi. Quái vật bị tiêu diệt rồi các bạn ạ. Chiến thắng, qua màn. Ôi, mình đã qua đêm 1, đêm 2, bây giờ là đến đêm 3 các bạn ơi. Wow, nhìn kìa, một con quái vật rất là ghê luôn. Ok luôn. Rồi, vào nào, chạy nào. Vào đây. Đúng rồi, đóng cửa lại. Được rồi, ra làm việc đi. Được rồi. Ui, cái hòm này. Hòm gì đây? Wow, được 100 set rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ tạo cái này đi. Đây rồi, tạo cái này các bạn ơi. Đấy. Ok, tạo nên súng nào, súng bắn thần công nào các bạn ơi. 3, 2, 1, bắt đầu, quái vật xuất hiện các bạn ơi. Rồi, tiếp nào các bạn ơi. Ui, con quái vật đấy, thấy chưa các bạn ơi, nhìn này. Ui, một con quái quá ghê luôn đúng không? Rồi, mình sẽ phải về nhà mình và tiếp tục nào, nâng cấp lên. Đúng rồi, nâng cấp lên, cửa nè, đấy, nâng cấp hết lên. Tiếp tục là nâng cấp lên. Rồi, ui xô, hey, súng của mình quá ác luôn các bạn ạ. Rồi, ui, boss đã lên cấp 3 các bạn ơi. Đang tấn công nhà này. Ui, một con boss quá ghê luôn. Nào, đứng lại tấn công nhà mình. Nhà mình, đứng lại, mình bắn cho các bạn ạ. Rồi, hết tiền rồi các bạn ơi. Bây giờ phải chờ đợi con ơ mông ớt này sản xuất ra tiền thì mình sẽ mới có tiền để nâng cấp cái hòm này. Đấy, các bạn ơi, xem quảng cáo. Không lấy. Wow, người này đã bị tiêu diệt, Pikachu đã bị tiêu diệt các bạn ơi. Và một người nữa cũng đã bị tiêu diệt. Rồi, đang tiêu
tiêu diệt kinh nhanh người này. Rồi, cái người này lại bị thất bại rồi các bạn ơi. Còn mình nè. Rồi, ra đây. Ra đây mình bắn cho các bạn này. Ấy, bên kia, wow. Cố lên. Ha, chạy à. Chạy đi đâu. À, chạy đi về đây hồi máu các bạn ạ. Được rồi, mình tiếp tục là lực cấp nào. Đứng lại. Úi trời, đứng lại mình bắn cho các bạn ơi. Súng của mình quá ác luôn. Thần công luôn đấy. Đây rồi, lực cấp lên. Được rồi. Ui, lần này bây giờ sản xuất 4 đồng tiền một giây các bạn ạ. Wow. Ngon chưa? Ui, lại tấn công kinh nhà. Ơ mộng ớt của người này. Wow, ơ mộng ớt này chỉ có một cái súng nhưng mà súng hơi cùi các bạn ạ. Quá yếu luôn. Rồi. Nhưng mà con quái vật kia đánh mãi không tan các bạn ơi. Nè, nhà mình xem nào, bị tấn công không? Không bị tấn công. Cầm lên. Được rồi, vì súng nhà mình quá ác luôn. Thôi, người bên đối diện mình đã bị tiêu diệt. Rồi, tiêu diệt rồi. Nào, chạy về làm gì đây? À, chạy về hồi máu các bạn ạ. Nào, ui shit, đang tấn công nhà mình các bạn ơi. Rồi, tấn công nhà mình à. Được rồi, ui thôi, cố lên. Các bạn ơi, mình có khiên. Thôi, hỏng rồi các bạn ơi, bị thất bại rồi. Không được. Rồi, lại đêm bà các bạn nha. Ô sợ kê luôn. Rồi, chạy về nào. Vào. Thôi, cái người kia đã cướp của mình rồi. Ui, sau lần này hai người một chỗ này các bạn ơi. Hỏng rồi. Thôi, lần này mình có thể ra được các bạn ơi. Mày quá. Mình có thể ra được và sang phòng khác. Được rồi. Lấy hòm nào. Được 200 tiền luôn các bạn ơi. Ok, mà làm. Rồi, bắt đầu. Rồi, chúng ta sẽ tạo thật là nhiều súng ở đây. Đấy, thật là nhiều súng mà các bạn ơi. Tiếp tục nào, thôi hết tiền rồi các bạn ơi. À, vẫn còn mà. Vẫn còn tiền mà. Wow, chỉ được xây 5 cái ụ súng thôi các bạn ạ. Lâng cấp lên. Đúng rồi. Ui, cái người kia đến nhà mình không chạy qua con quái vật kia chạy qua nhà mình thôi các bạn ạ. Nào, tiếp nào, lâng lên, nâng thật nhiều lên các bạn ơi. Đấy. Thôi hết tiền rồi, nâng người này lên. Đấy, nâng lên. Ôi, chạy quá. Nào. Ui, không dám đứng ở chỗ nhà mình các bạn ạ. Đứng ở nhà mình bắn cho. Rất nhiều người đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Ui, người này cũng đã bị tiêu diệt. Rồi. Con nhà mình nè. Mình sẽ đặt cái này. Đây, đặt cái này vào đây các bạn ơi. Rồi, cố gắng lên. Nâng cấp khẩu súng nữa lên các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ mở cây ATM này các bạn. Thấy chưa? Cây ATM của mình đang phát triển tiền này. Wow, trời ơi, ngon. Ui, wow, đứng lại. Rồi, ui trời, tưởng đứng lại để mà tiêu diệt nhà mình. Nhưng mà không các bạn ạ. Nhà mình chắc chắn quá, con quái vật kia sợ chạy qua. Nào, đèn. Cố lên. Rồi. Ui, wow, bắn đi, đúng rồi. Yeah, tiêu diệt đi. Ui, con quái vật kia lên cấp 4 ư? Cấp 4 mà mình sợ. Ui, nâng cấp tiếp khẩu súng của mình. Thôi, cái nhà đối diện kia đã bị tiêu diệt, chỉ còn một nhà mình thôi các bạn ơi. Con quái vật kia chạy về hồi máu các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn một mình nhà mình thôi. Wow, liệu mình có thể sống sót không? Sống sót qua ngày không? Rồi. Cố gắng lên, sống sót qua cái thử thách này không nào. Cố lên anh em. Nhìn này, một lúc thì mình đã xây được rất là nhiều các cây ATM. Rồi máy chơi game kia còn 8 giây, 7 giây, 6 giây, 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian các bạn ơi. Wow, nhìn này, một con robot bắn. Yeah, tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Chiến thắng. Yeah. Vừa rồi thì mình đã chơi một trò mà mình điều khiển con bơ mộng ớt sản xuất tiền, xây dựng nên một lâu đài vững chắc và bị quái vật tấn công nhưng mà mình vẫn an toàn các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.